Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Trịnh Văn Mobile nha. Hôm nay nhà mình có một số máy thanh lý nữa. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ đến mình nha. Bên mình bán giá là tốt, hầu như là tốt nhất thị trường nha. Máy cam kết nguyên zin chưa qua sửa chữa nha. Về bán hàng thì bên mình có hai hình thức bán. Một là anh em có thể qua tận nơi xem máy nha. Mình có cửa hàng của mình là 85 Gò Xoài, Bình ở ngoài A, Bình Tân nha, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em có thể ở xa thì mình có thể ship code cho anh em nha. Anh em vui lòng cọc, mình sẽ ship cho anh em. Máy của mình hầu như là máy zin chuẩn không à. Mình mới lựa, mình đăng lên YouTube cho anh em tham khảo nha. Đây, hôm nay còn một số máy này. Máy này mà hầu như máy đẹp mình mới lựa mình đăng lên nha. Chứ mình bên mình thì hàng cũng rất là nhiều. Đây là cái S20 lướt, cây này thì mình cũng giới thiệu nhiều rồi. Nói chung mình cây này thì mình đang còn hai cây nhưng mà mình không có đem lên tại vì không có đủ chỗ để mình. Nói chung máy thì mình chỉ quay sơ sơ cho anh em thôi. Chứ nếu mà mình mà bỏ lên này thì chắc kia phải cầu cả mấy chục cái như thế này nữa mới hết máy của mình nha. Con này là S20 lướt. Con này mình có màu xanh và màu đen luôn nha. Con này là điều hành chính hãng, còn bảo hành tới tháng 3 2020 21 hết. Máy thì hình thức ngoài đèn hình đẹp 98 99%, còn riêng máy này thì hầu như 99% không à. Màu này cực kỳ đẹp luôn. Con này mình đang thanh lý cho anh em với giá là 13 triệu 850 ngàn nha. S20 Lốt là bên mình đang bán hàng chính hãng là 13 triệu 850 ngàn nha anh em. Anh em nào có thiện chí mua hàng có thể anh em chuyển tiền trực tiếp cho mình luôn thì mình có thể fix cho anh em nha. Mình sẽ fix cho anh em thêm cho anh em nha. Nói chung giá thì tốt rồi nhưng mà vẫn sẽ fit thêm cho anh em nếu anh em nào chuyển tiền trước và mình vừa free ship và vừa fit cho anh em nữa. Con này là con Oppo A5 2020, RAM 3, bộ nhớ 164 GB. Con này nắp lưng này nó có trầy nhẹ. Con này hình thức thì nói chung là đẹp tầm 98%, hàng chính hãng. Con này kính tại cái miếng dán nè, mình lộ ra luôn rồi. Màn hình con này rất là to nha. Con này màn hình 6.5 inch, độ phân giải HD. RAM 3 bộ nhớ 164 GB. Con này chạy con chip Snapdragon 665 nha. Con chip này rất là mạnh, chiến game được. Anh em nào mà chơi game rồi thì bao vô đói luôn nha. Con này bắn PUBG rồi này nọ cực kỳ mượt mà nha. Pin trâu, 3 camera sau và con này chắc pin pin dung lượng. Con này pin thì anh em xài thoải mái 2 ngày đó, khỏi phải xoắn nha. Vân tay một chạm. Con này còn bảo hành chính hãng luôn, bảo hành chính hãng đến tháng 1 2021. Oppo A5 2020. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là 2 triệu 750 thôi nha. Mình bớt cho anh em 100 ngàn, 2 triệu 750 ngàn thôi. Cây này là cây Vsmart Acti3. Con này ngoại hình đẹp như mới 99%. Con này còn bảo hành tới tháng 11 2021 luôn nha. Bảo hành khá dài, con này mới mua được có mấy ngày thôi. Mới mua chỉ được mấy ngày thôi nha. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là 2 triệu 850 ngàn nha. Acti3 RAM 6 bộ nhớ 164 GB. Con này mua bên Thế Động, mới mua được có mấy ngày thôi. Anh em mua thì quá hời nha, rẻ lắm rồi đó. Con này tính ra mới mua được mấy ngày, anh em còn lỗi là được đổi máy mới trong Thế Động luôn và bảo hành tới tháng 11 năm sau. Nói chung chả khác gì máy mới mà anh em, rẻ hơn đã hơn 1 triệu rồi. Quá rẻ rồi. Con máy tầm thấp mà rẻ hơn 1 triệu là quá chuẩn rồi. RAM 6 GB bộ nhớ 164 GB, màn hình AMOLED, vân tay một chạm nè. Màn hình này là màn hình 6.39 inch Full HD. Camera trước thỏa thuận nè, 3 camera sau. 2 triệu 850 ngàn thôi. Mình bán thanh lý cho nó nhanh nốt luôn nha. Này là cây Note 9. Con này nó có trầy nhẹ màn hình nha. Con này mình hàng chính hãng hết bảo hành, ngoại hình đẹp con này tầm 98% thôi, có trầy nhẹ nha. Con này mình đang còn 3 cây Note 9 nha, mà mình không có thể nào quay hết tại mình chồng chồng máy lên nên không có thể quay được nha. Thì mình nói luôn, mình còn một cây hàng xách tay thì mình sẽ bán cho anh em với giá là 6 triệu 850 ngàn, bản Mỹ đẹp keng. Hàng công ty đẹp keng thì mình bán 7 triệu 350 ngàn nha.
7 triệu 350 ngàn, hàng đẹp 99. Còn con này trầy nhẹ thì mình sẽ thanh lý cho anh em với giá là 7 triệu 050 ngàn nha. Đây, con này 98, 3 hình thức nha, tùy theo anh em lựa chọn nha. Con này RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Anh em nào mua hay muốn tư vấn gì thì cứ áp Zalo mình sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cho anh em coi nha. Nói chung còn máy còn tương đối đẹp, và máy mình thì nguyên zin hết. Nó chín, giá thành cực kỳ tốt luôn nha. Hàng xách tay thì chỉ có 6 triệu 850 thôi. Hàng chính hãng thì nó trầy nhẹ thì mình sẽ bán cho anh em 7 triệu 050 ngàn, và hàng đẹp keng mình sẽ bán cho anh em 7 triệu 350 ngàn nha. Con này là con Xiaomi Redmi Note 7. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là 2 triệu 3 nha. Redmi Note 7, RAM 4 nhớ 64GB, còn bảo hành tới tháng 3 2021 nha, bảo hành chính hãng luôn nha. Một cây chính hãng. Còn cây này xách tay thì RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì viền hơi trầy. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là 2 triệu mốt nha. Con này RAM 3GB. Còn hàng hàng công ty RAM 4GB mình thanh lý anh em 2 triệu 3 nha. Chỉ lệch nhau 200 ngàn thôi. Máy thì hình thức còn tương đối đẹp, 98%. Con này thì trầy nhẹ. Con này mình thanh lý cho con này RAM 3GB mà nó hơi trầy nhiều. Con này mình thanh lý cho anh em 2 triệu 050 ngàn thôi nha. Có cho anh em 50 ngàn. Nói chung cái vấn đề trầy thì mình có thể dán cường lực lên thì sẽ không có thấy đâu nha, vẫn chả ảnh hưởng gì đâu. Con này mình thanh lý 2 triệu 050 ngàn nha. Đây là cái Oppo Reno 2F đó, lưng nó có trầy nè, màu trắng trầy. Nó trầy nhưng anh em dán lên thì sẽ không thấy đâu nha, nó trầy cũng hơi nhiều đấy. Lưng này trầy hơi nhiều. Nè, cái này nó cũng có trầy. Nói chung là tại vì mình mua máy của mình hàng Zin không có dựng lại nên một số máy nó sẽ có trầy do người ta sử dụng trước á, nhưng mà máy vẫn nguyên zin nha. Đây, hình thức nè. Nói chung con này hình thức tầm 97% thôi. Có trầy nhẹ. Oppo Reno 2F, con này còn bảo hành tới tháng 12 2020 nha. Màn hình thì rất là đẹp, không trầy, màn hình 6 chấm màn hình to lắm. Màn hình AMOLED. Độ phân giải Full HD vân tay trong màn hình nha. Oppo Reno 2F. 4 camera sau. Con này mình thấy nó máy hơi trầy đây. Lưng trầy, mình sẽ thanh lý cho anh em với giá là 4 triệu 650 ngàn nha. Oppo Reno 2F 4 triệu 650 ngàn thôi. Máy hơi trầy thì giá nó sẽ tốt cho anh em thôi. Đây là cái Oppo A31. A31. RAM 4 1 nhớ trong 128GB nha. Con này máy mới ra luôn, còn bảo hành tới tháng 5 luôn, 2021. A31 RAM 4 nhớ trong 128GB. Chip 8 nhân. Bảo hành dài, máy thì ngoại hình đẹp như mới, chưa vết trầy nữa nha. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là 3 triệu 250 ngàn nha. Oppo A31. Máy cũng còn nó nhìn nó khá đẹp nha, giống hệt con Oppo Reno 3 nha. Khá là đẹp. Con này RAM 4 GB, màn hình là tầm 6.5 inch nha. Vân tay một chạm, 3 camera sau. 3 triệu 250 ngàn thôi nha. Hầu như là con này là mới ra nên là nó còn tương đối đẹp nha. Còn cực kỳ đẹp. Cái này là cây Oppo A9 2020. Con này RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. 3 camera sau, vân tay một chạm. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là 3 triệu 750 ngàn nha. Oppo A9 2020 nha. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB nha. RAM 8GB mà chỉ có 3 triệu mấy thì cũng khá rẻ nha. Con này còn bảo hành tới tháng 12 2020. Ngoại hình đẹp tầm 98%, nói chung là cũng đẹp đó, còn tương đối đẹp nha. 3 triệu 750 ngàn. Hôm nay mình thanh lý cho anh em giá cực kỳ tốt nha anh em, nên giá này là mình novice luôn nha. Màn hình khá to, màn hình 6.5 inch, màn hình độ phân giải HD thôi. Con này chip Snapdragon 665 nha, xài chip 65, RAM 8GB nhớ trong 128GB nè, Oppo A9 2020. Còn bảo hành dài, giá cực kỳ hời nha, 3 triệu 750 ngàn thôi. Anh em khỏi tìm đâu ra có được giá này nha. Tại mình thì nói mình nói thật với anh em là hàng bên mình thì tương đối nhiều, và hàng ngày máy về rất là nhiều, nên mình sẽ thanh lý cho anh em với giá cực kỳ chuẩn luôn nha. Con này là con Bi 3,
con này còn bảo hành tới tháng 8 2021 luôn. B3 nha, anh em search cấu hình ở giùm mình nha. Còn RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Camera 8 chấm. Màn hình 6 inch, rồi con giả HD. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là 950.000 nha. B3 950.000 thôi. Con này bảo hành dài, giá cực kỳ rẻ thuốc luôn. Còn đây là cái Oppo A5s nha. Con này RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình 6.3 inch, độ phân giải HD. Camera kép này, vân tay một chạm màu nhũ. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là nhiều rồi. 1.950.000 nha. Oppo A5s. Dòng này thì chụp hình khá là đẹp nha, màn hình to. 1.900.000 thôi. Anh em nào hay chị em nào thích selfie sống ảo thì nên mua Oppo nha. Oppo chụp hình cực kỳ đẹp, selfie sống ảo cực kỳ ngon. 1.950.000. Đây là cái Oppo Reno 3, máy đẹp như mới. Máy đẹp như mới nha. Con này là RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Màn hình là 6.4 inch, màn hình AMOLED. Độ phân giải là Full HD nha. Máy còn tương đối đẹp, khá là đẹp. Màn hình AMOLED nha, vân tay trong màn hình luôn nha. Con này nó lên giao diện mới nè. Update file giao diện mới nên khá là đẹp luôn. Đây. Vân tay trong màn hình, camera zoom. Rất là đẹp nha, camera Oppo chụp hình cực kỳ đẹp. Anh em nào quan tâm thì chụp hình thì mua con này nha. Con này chip B90 cũng khá là mạnh luôn. Nói chung anh em chơi game hay gì xài con này cũng khá là ok nha. Màn hình AMOLED hiển thị cực kỳ đẹp. Mình thanh lý cho anh em giá con này giá 6 triệu 3 nha. 6 triệu 3 thôi. Oppo Reno 3 6 triệu 3. Con này là con Xiaomi Redmi 8. Máy RAM 4GB và nhớ trong 64GB. Con này ngoại hình đẹp 98%. Pin 5000 nha. Dòng này pin cực kỳ trâu bò luôn. Anh em là xài thì muốn pin trâu thì sang Trung Quốc con này đi. Con này bảo hành cũng còn khá dài. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là 2 triệu mốt. Redmi 8 2 triệu mốt nha. Nói chung hôm nay mình xả máy nha anh em. Xả giá cực kỳ hời luôn. Anh em nào quan tâm thì hay là người thân gì thì anh em chia sẻ giùm mình nha. Mình xả máy và bên mình bán hàng cực kỳ chất lượng nên anh em cứ yên tâm nha. Máy còn bảo hành dài, hầu như là có mà anh thấy động đồ này nọ không, anh em ở tỉnh thì mua thì nói chung mình cũng chả cần bảo hành cho anh em đâu. Anh em cứ ra thế động là nó không, tại vì hàng này là hàng cũ mà nó đã mua mua bên thế động còn bảo hành dài nha. Anh em cứ việc yên tâm mà sử dụng nha. Mua hàng anh em cũng yên tâm nữa, còn bảo hành anh em cũng yên tâm hơn nữa. Con này màn hình là 6.3, độ phân giải HD, RAM 4 nhớ trong 64GB, 2 triệu mốt, camera kép nha, pin 5000. Hàng của mình thì anh em khỏi lo đi, tại mình lựa máy zin máy chuẩn mình để mình bán cho anh em thôi. Tại vì hầu như là mình thấy mình bán cho những chú đồ lớn tuổi không à, ai mua YouTube thì cũng cũng muốn làm được cái giá nó ok một xíu, nên mình thì mình cũng bán YouTube bán cũng muốn bán nhanh nên là giá của mình cũng muốn thanh lý ok một xíu cho mọi người nha. Còn mình thì mình bán hàng thì nói chung là hàng bên mình bán cam kết là nguyên zin. Mình bán hàng cũng đã lâu rồi nha, lâu năm rồi, mình cũng bán vì đam mê thôi. Nên mình cũng thích bán con máy cho kiếm trên đồng lời của mỗi con máy thôi, chứ mình cũng chả muốn lừa đảo hay gì của ai nha. Nên là mình bán được con máy mình lời mà mình vui. Lời tuy ít nhưng mà mình vẫn vui hơn là mình lừa đảo của ai, là lừa đảo gì của ai. 50.000 đối với mình không có bao giờ mình lừa đảo gì của ai nha. Tại vì lừa đảo với ba tiền cọc hay tiền gì nó đối với mình nó không xứng đáng đâu, tại mình cũng không làm ăn được bao nhiêu tiền, mình cũng không giàu được đâu nha. Mình chỉ bán hàng chất lượng cho mọi người thôi. Mình bán hàng mình lời và trên công sức của mình thôi. Tại vì mình đi thâu máy là mình thâu tận gốc luôn, nên là
rồi mình sẽ bán trực tiếp cho tới anh em tính tay người dùng luôn, nên là mọi giá thành thì nó sẽ tốt hơn những người khác bán là như thế. Con này con D8, con này máy ngoài hình đẹp trong tầm 98%, con này mình thanh lý cho mọi người với giá là 1.950.000 thôi. Samsung Galaxy D8 nha, máy còn tương đối đẹp, tầm 98%. Samsung D8 giá cực kỳ hời nha, 1.950.000 thôi. Đây là cây iPhone XS Max, cây này ngoài hình đẹp ra đó, nó có trầy nè, thấy không anh em, có thấy nó trầy chỗ này không? Con này nguyên zin áp suất luôn nha, máy nguyên zin nha, pin này còn tầm 90%, máy nguyên zin iPhone XS Max nha. Con này mình thanh lý 11 năm thôi, mình xả mình lấy vốn lại nha. iPhone XS Max máy nguyên zin áp suất nha, bản quốc tế 64 GB Face ID đầy đủ nha, máy nguyên zin chưa bông chưa qua sửa chữa, mình thanh lý cho anh em với giá 11.500 thôi. Đây thanh lý mình lấy vốn lại thôi nha, giá này là tốt rồi và mình cam kết chả có ai bán giá này đâu, tại vì thật sự là mình hàng hoa rất là nhiều, máy rất là nhiều, ngày nào cũng về tấp nập, nhưng mà mình thì chỉ quay được bấy nhiêu thôi, tại còn một số dòng máy thì mình không thể nào mình quay hết nổi đâu, mình quay một số thôi, với lại camera nó cũng không quay hết được, tại mình cũng không có thời gian mình soạn ra nhiều, chỉ vậy thôi. Một ngày mình sẽ soạn một số ít máy, ok mình sẽ gửi tới anh em, báo giá cho anh em nha, bán lẻ cho mọi người nha, 11 năm thôi. Đây này là cây Mi 9T, ngoại hình đẹp như mới luôn á, 99%. Con này hàng chính hãng, còn bảo hành dài. Con này bảo hành tới tháng 2 2021. Hàng chính hãng nha, Mi 9T. Mình thanh lý cho anh em con này với giá là 4 triệu 750 ngàn nha. Mi 9T nha, hàng chính hãng, 4 triệu 750 ngàn thôi. Máy đẹp như mới. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, chip Snapdragon 730 nha, màn hình là AMOLED 6.39 inch. Ba camera sau. Con này là con Samsung Galaxy A80, con này còn full mốc đầy đủ phụ kiện nha. Con này bảo hành tới tháng 9 2020 nha. Con này mình thanh lý cho anh em với giá là 6 triệu 350 ngàn nha. Còn full mốc luôn. Con này là cấu hình nó cũng bằng con này mà RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, chip Snapdragon 730 nha. Camera thò thuộc, camera nó trượt lên nha. Màn hình khá là to, màn hình 6.7 inch, màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình độ phân giải QHD nha. Đó. Hôm nay mình xả hàng nha anh em, mình xả giá cực kỳ ok rồi nên hôm nay mình không có fix hàng, fix nữa nha, mình chỉ bán đúng giá luôn nha. Anh em nào nếu mà anh em nào chuyển tiền trước cho mình thì mình sẽ fix cho anh em 50 ngàn một cây nha. Nếu mà chuyển tiền trước mình sẽ fix cho anh em 50 ngàn một cây và mình sẽ free ship cho anh em luôn nha. Đó, hôm nay còn vậy, còn nếu mà anh em nào ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể ship cho anh em nha. Rồi, cảm ơn em đã quan tâm nha. Anh em này nào mà thấy video của mình giá ok thì anh em nên chia sẻ cho nhiều người thân của mình nha. Để có gì có ai cần thì ủng hộ nha. Giá thành vừa rẻ mà còn bảo hành dài. Mọi người giá cực kỳ hời luôn. Ai cho mọi người cùng xài được máy giá rẻ nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm đã xem video của mình ạ. À.